thì các bạn thấy đấy là tất cả mỗi một gia đình thì đều có những cái đặc trưng riêng của nó. Ví dụ như là bạn đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì lại thích mua sắm đồ cho con, lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ. Tất cả mọi người xài, chi xài đó, mà nếu mình không khéo á thì mình thấy mình đều có lý hết á, không ai sai hết trơn á. Nhưng mà nhiều cái đúng của mình á cộng lại thì nó lại thành cái sai. Cái này nó nghe thì rất là vui phải không các bạn? Mà nó cũng vô tội vạ, nhưng mà nó có tội nhất là ở cái chỗ là nó thủng túi, phải không ạ? Mà cái này thú thật là phải có một cái sự rèn luyện ghê gớm lắm. Bởi vì con người ta đó, mình phải thú nhận là nhu cầu của con người lớn vô cùng. Các bạn có thấy là không bao giờ dừng hết á. Cái nhu cầu của con người nó không có dừng lại. Cho nên nếu như chúng ta mua thêm cây son, mua thêm cái áo, mua thêm vân vân và vân vân, lúc nào nó cũng có chính đáng, phải không ạ? Cho nên bây giờ mình phải bàn bạc với nhau xem là như thế nào để cho gọi là chi tiêu hợp lý chứ không phải là hoang phí. Chúng ta phải nói có một nguyên nhân, đó là chúng ta có tiền. Để có tiền mới có hoang phí được chứ ạ. Khi mà người ta có sở hữu được cái đồng tiền, khi mà người ta đang khó khăn và khi người ta có tiền thì người ta dễ cho cái việc xài hoang phí là điều tự nhiên. Yeah. Mặc dù nó rất đáng là phải cân nhắc đi tìm cái nguyên nhân đó. Vì sao? Vì nó có những cái nguyên nhân khách quan và nó có cả cái nguyên nhân giáo dục trong gia đình nữa. Ví dụ như có những gia đình họ thuận lợi về mặt kinh tế cho nên con cái được tiêu xài một cách nó rộng rãi, nhưng mà cũng có những gia đình thì mặc dù là gia đình khó khăn nhưng con cái vẫn có cái thói quen tiêu xài hoang phí, thì cái này lại do giáo dục gia đình nữa. Cho nên vấn đề ở đây nó có rất là nhiều nguyên nhân. Cái hoang phí này nó cũng liên quan tới yếu tố thời gian nữa các bạn. Là nếu chúng mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và túi mình rủng rỉnh tiền thì khó mà kềm hãm được sự không hoang phí. Thế hệ trước đây thì hầu hết là người phụ nữ làm nội trợ. Dạ. Cho nên là lúc mà tôi bắt đầu biết đọc biết viết á, tôi ghi nghề nghiệp của mẹ tôi trong lý lịch là nội trợ. Thì cho đến bây giờ thì vẫn cứ nội trợ thôi. Là một cái nghề duy nhất, đó là cái nghề sắp xếp công việc trong gia đình. Và cái thế hệ đó nó đã đi qua rồi. Bây giờ vấn đề còn lại ở đây đó, chúng ta có muốn giữ cũng khó giữ, là bởi vì nếu chúng ta đi làm mà lương thì thẻ tài khoản người nào thì người đó biết thôi. Cho nên vấn đề ở đây nó là vấn đề xã hội hiện đại, cho nên chúng ta phải có một cái bàn bạc tổ chức cái cuộc sống gia đình theo thời hiện đại. Yeah. Nói là ai giữ, nói là chồng đưa, thì tất cả mọi cái nó cũng đều là của chung. Vợ chồng là của chung, cho nên tôi rất thích cái cách khoa học của các bạn. Nếu như các bạn nói rằng vợ hay chồng giữ không quan trọng, miễn là các bạn vẫn biết rằng trong nhà các bạn hiện giờ có đủ ăn hay không. Trong nhà chỉ còn có 5 đồng mà mình tiêu đến 10 đồng thì đâu có được. Yeah. Cho nên cái hoang phí này nó sẽ xảy ra trong những giai đoạn đầu tiên của những cái cặp vợ chồng son. Tức là người ta chưa có định hình ra được là sống chung thì sẽ như thế nào, để dành bao nhiêu tiền, rồi sinh con bao nhiêu, rồi bệnh tật bao nhiêu, rồi vân vân. Người ta chưa nghĩ ra. Yeah. Thì vì vậy cho nên đó là những cái điều mà hôm nay chúng ta mổ xẻ để chúng ta thấy là gì ạ? Là mỗi người tự phải cân nhắc và điều chỉnh thôi. Bàn bạc với nhau như vậy để đưa ra cái giải pháp mà chúng ta lưu ý. Một đấy là tất cả chúng ta nhớ một điều thế này: vợ chồng là gia đình. Mà đã là gia đình thì mọi cái nó phải minh bạch, rõ ràng, phải tôn trọng nhau. Bởi vì sao? Các nếu các bạn tôn trọng thì các bạn làm gì các bạn cũng bàn bạc với nhau. Yeah. Ở đây chúng ta vấn đề nói trở lại đề tài chúng ta là hôm nay phụ nữ hoang phí. Thực ra chúng ta thấy là gì? Nó tùy theo lứa tuổi, và các bạn yên tâm đi, 10 năm sau các bạn khéo lại bị chồng chê là keo kiệt đấy. Là bởi vì lúc đó chúng ta có quá nhiều cái lo toan rồi. Và nếu như chúng ta có thuận lợi như gia đình của Ngọc Anh với lại Tùng đấy, thì thấy rằng là chúng ta cũng phải có một cái cách thức bàn bạc để chúng ta tổ chức cuộc sống gia đình mình cho nó khoa học hơn. Thì như vậy là chúng ta vẫn được tiêu dùng nó thoải mái theo cái chi tiêu, cái thu nhập của mình. Nhưng nhớ rằng tôi đã từng nói trong chương trình này, đó là các bạn có một bài toán mà không bao giờ các bạn sai, đó là thu bao giờ cũng phải lớn hơn chi. Thì đó là đảm bảo cái an toàn trong gia đình của mình.
và hy vọng rằng tất cả chúng ta hôm nay, mỗi người, kể cả chúng tôi nữa, cũng phải xem xét lại để mình đừng bao giờ bị mang tiếng là người phụ nữ hoang phí.